xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chương trình Hải Phòng Động Vòng sẽ tiếp tục đưa quý vị và các bạn đi khám phá tìm hiểu những nét văn hóa lịch sử của thành phố cảng. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là cô bạn Sinh Manivang Phuthavong, một du học sinh người Lào đang ở Hải Phòng. Xin chào Sinh. Sabadi. Đưa một người bạn phương xa đi thăm thú Hải Phòng, ai cũng có thể kể ra những điểm đến đã trở thành dấu ấn của dải trung tâm, nhà hát lớn, quán hoa, tượng bà Lê Chân, hồ Tam Bạc, đền Nghè hay đỉnh An Biên. Và không chỉ có những nét đẹp về kiến trúc, văn hóa, lịch sử, mảnh đất này còn níu chân du khách với những món ăn hút hồn. Sinh này, em có thích đồ ăn Hải Phòng không? Có. Thế thì ngay bây giờ anh sẽ dẫn em đi ăn một món đặc biệt nhé. Thế mình đi thôi. Ẩm thực Hải Phòng cũng giống như nếp sống con người nơi đây, đậm đà, đầy đặn, mộc mạc chân chất với những sản vật từ đồng, từ biển. Và món bánh đúc tàu là một món ăn như thế. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản như đu đủ xanh sắt hạt lựu, mộc nhĩ thái sợi, thịt ba chỉ thái mỏng, rán giòn cùng tôm tươi. Chúng ta đến phần quan trọng nhất của việc làm ra món bánh đúc tàu nổi tiếng ở đường Cát Dài, đó là đổ bột. Trong lúc chờ bánh chín, người thợ sẽ xào nhân cho thật giòn, thật thơm và lên sắc đỏ đẹp với nước màu điều. Sau khi đã đổ bột vào khuôn một thời gian thì bây giờ bánh đã chín và tôi sẽ lấy khay bánh đúc tàu ra khỏi lò nhé. Bánh đúc tàu đã chín và phải nói là trắng như ngọc trai vậy đó. Và ở trên mặt của khay bánh đã chín này, chúng ta sẽ bày những phần nhân vừa mới chuẩn bị xong lên. Và như thế là hoàn thành rồi đấy. Màu đỏ tươi của nhân nằm cạnh màu trắng ngần của bánh, lại thêm nước mắm giấm chua ngọt, tất cả làm nên một miếng ngon Hải Phòng mà đã thử một lần thì không thể nào quên. Em lấy thế nào? Lần đầu tiên em ăn luôn đấy. Em cảm thấy ngon lắm. Món ăn Hải Phòng cũng như là văn hóa và lịch sử của Hải Phòng luôn luôn làm cho những người con dù có đi xa đến đâu đi nữa được thưởng thức một lần cũng sẽ nhớ ngay về quê hương bản quán của mình, và đó cũng là nét đặc biệt của mảnh đất này. Đồ Sơn Pearl Resort, say đắm một tình yêu.